Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh nhất và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, nguy cơ từ biến đổi khí hậu với người tham gia giao thông hiển hiện khi hầm cao tốc ở Trịnh Châu tuần trước ngập như bồn tắm. Hơn 200 ô tô đã bị kẹt trong một đường hầm cao tốc vào đầu tuần trước ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khi lượng mưa kỷ lục làm ngập phần lớn thành phố. Nước ồ ạt trút xuống các lối vào khiến đường hầm 4 làn dài 2 km gần như ngập đến trần, dù chiều cao của hầm khoảng 6 m. Số người chết ngày hôm đó có thể cao hơn nếu không có một cựu lính đặc công Trung Quốc bơi qua lại giữa những chiếc xe trong đường hầm để giải cứu tài xế mắc kẹt trong những chiếc xe đang chìm dần. Giới chức tuần trước cho biết ít nhất 8 người đã chết trong đường hầm. Ban đầu, sự chú ý của quốc tế về rủi ro an toàn giao thông do thời tiết khắc nghiệt chỉ tập trung vào vụ 14 người chết đuối trong toa tàu điện ngầm ngập nước của Trịnh Châu. Tuy nhiên, cuối tuần trước, các chuyên gia an toàn giao thông nhấn mạnh những nạn nhân tử vong do ngập đường hầm cao tốc càng làm nổi bật những rủi ro mà biến đổi khí hậu có thể gây ra cho người tham gia giao thông. Những cái chết cho thấy các kỹ sư đường bộ cũng như các nhà thiết kế hệ thống tàu điện ngầm sẽ cần phải đối phó với lượng mưa dữ dội hơn liên quan đến biến đổi khí hậu. Kara M. Kirkman, giáo sư kỹ thuật giao thông tại Đại học Texas ở Austin cho biết, hầm chui đường cao tốc thực sự có thể bị ngập nước hoàn toàn trong một số trận mưa bão như thế này, bà nói, và nó sẽ trở thành tồi tệ hơn do thảm họa khí hậu. Năm 2011, một nhóm chuyên gia Trung Quốc đã công bố tài liệu kỹ thuật chỉ ra rằng đường hầm Trịnh Châu nằm ở vùng trũng, khiến các vùng nước đọng thường xuyên hình thành trên đường hầm này. Hầm chui này bắt đầu được đưa vào hoạt động từ năm 2012. Nó được xây dựng với hệ thống bơm được thiết kế để xử lý lượng mưa 50 năm có một. Tuy nhiên, giới chức đã mô tả trận đại hồng thủy hôm vừa qua là sự kiện nghìn năm có một. Nếu nước tích tụ trong đường hầm, nó sẽ đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động an toàn của hệ thống, tài liệu cảnh báo. Sự cố hầm chui dưới cao tốc Trịnh Châu có thể đã tồi tệ hơn nhiều vì 200-300 ô tô nhanh chóng mắc kẹt trong hầm do nước dâng nhanh. Tuy nhiên, một người đàn ông mặc áo trắng đã không quản nguy hiểm bơi giữa những chiếc xe đang chìm dần, kéo tài xế đến nơi an toàn. Ông được truyền thông địa phương xác định là cựu lính đặc công Yang Yun-Quin, 45 tuổi. Yang là tài xế taxi công nghệ của dịch vụ Kaokao. Ông đã nhận được cuộc gọi tự động cảnh báo mưa lớn từ chính quyền và công ty vào đầu giờ chiều, vì vậy ông quyết định lái xe về nhà. Yang đang lái xe qua đường hầm khi nước bắt đầu dâng và xe cộ dừng lại. Ông rời khỏi xe ngay trước khi những chiếc xe xung quanh bắt đầu nổi lên. Ông gõ cửa những chiếc xe khác, khuyên tài xế ra khỏi xe và dẫn họ đến nơi an toàn. Hai người đàn ông đã vội vã chạy tới nơi an toàn, bỏ lại ba phụ nữ dường như không biết bơi trên nóc một chiếc ô tô đang chìm. Yang đã bơi trở lại, kéo từng người một ra khỏi đường hầm. Sau đó ông cố gắng cứu thêm những người khác nhưng không thành công và cuối cùng phải bỏ cuộc vì bị thương ở chân. Chỉ 2 tháng trước, chính quyền tỉnh Hà Nam đã xúc tiến đầu tư dự án đường hầm thông minh để nâng cấp hầm chui này. Trong dự án, cảm biến được sử dụng để theo dõi và định vị chính xác bất kỳ người hoặc phương tiện nào bên trong, đồng thời giám sát chặt chẽ các máy bơm của đường hầm. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để phân tích ngay lập tức các vấn đề và đề xuất giải pháp. Các đường hầm cao tốc bao gồm cả ở Trịnh Châu có hệ thống bơm tích hợp, nhưng lượng mưa kỷ lục trút xuống đặt ra những thách thức lớn cho các nhà thiết kế đường. Để hoạt động, các hệ thống bơm như vậy cần phải có khả năng chuyển nước đến một nơi nào đó không bị ngập. Trịnh Châu gần như bằng phẳng và thoát nước chậm. Toàn bộ con phố ở phía nam của đường hầm bị ngập nước sâu sau trận mưa kỷ lục. Tiến sĩ Crockerman nói rằng bất kỳ cuộc điều tra nào về những gì đã xảy ra ở Trịnh Châu cần phải kiểm tra xem liệu đường thoát của các máy bơm có bị ngập nước hay không, vì điều đó có thể khiến dòng nước qua các máy bơm đảo ngược hướng và nước lại chảy thêm vào hầm. Giới chức Trịnh Châu đã tổ chức 3 cuộc họp báo kể từ khi xảy ra ngập lụt ở hầm chui, nhưng họ lại chưa giải thích rõ điều gì đã xảy ra với tuyến giao thông này. Lực lượng cứu hộ địa phương đã rất vất vả khi hút nước khỏi đường hầm và họ vận hành một cặp máy bơm gắn với xe hút ở đầu phía nam của đường hầm, nhưng nước vẫn ngập sâu trong đường hầm đến mức chỉ có thể nhìn thấy nóc một chiếc ô tô màu trắng bên trong. Về phần ông Yang, Kaokao đã tặng ông một chiếc xe mới trị giá 25.000 USD và phong Yang là một người
người hùng. Ông ấy xứng đáng với phần thưởng này, một người bình luận trên Weibo. Thưa quý vị, giới chuyên gia Trung Quốc phủ nhận thông tin cho rằng các con đập như đập Tam Hiệp có liên quan đến trực tiếp lũ lụt tồi tệ ở Hà Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc đã bác bỏ thông tin từ truyền thông nước ngoài rằng những trận mưa như chút và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc là do hoạt động xây dựng đập tràn lan. Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định những con đập này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại thảm họa nước. Các chuyên gia cho biết điều mà mọi người nên rút ra bài học từ lũ lụt là nhận thức sự biến đổi của thiên nhiên cùng với các phương tiện nhân tạo để đối phó những tình huống khắc nghiệt. Khi Hà Nam báo cáo ít nhất 27 người chết trong trận mưa và lũ lụt chưa từng có này, một hãng tin nước ngoài đưa tin một con đập bị vỡ ở Lạc Dương và nói rằng mối đe dọa lũ lụt gia tăng ở Trung Quốc là do việc xây dựng các con đập và đê cắt đứt kết nối giữa sông hồ lân cận cùng với các vùng ngập lũ giúp hút thu nước vào mùa hè. Các chuyên gia mà Hoàn Cầu Thời báo tiếp cận cho biết, việc xây đập và mối đe dọa lũ lụt ngày càng trầm trọng không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp này của Hà Nam, lũ lụt giống như một hành động đột ngột của tự nhiên. Phu Yong Phu, giáo sư Đại học Hà Hải, nói rằng truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề vì trên thực tế, việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai trong khu vực. Theo giáo sư Phu, hầu hết các quốc gia đều xây đập giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai, vì vậy không nên loại bỏ việc xây đập vì một thảm họa hiếm gặp. Do mưa lớn chưa từng có, cơ quan cứu trợ án và kiểm soát lũ lụt Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Hà Nam và triển khai công tác cứu hộ ứng phó khẩn cấp cấp độ 3. Khoảng 849 người đã được giải cứu. Lũ lụt kỷ lục ở Hà Nam khiến 38 người chết, 18 người mất tích cùng hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn tỉnh. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, sông Hoàng Hà, sông Hoài Hà và sông Dương Tử, nơi có đập Tam Hiệp. Mỗi lưu vực có 1.030 con sông với diện tích thoát nước ít nhất 50 km². Chuyên gia cho biết lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình, Hà Nam trũng thấp và dễ bị ngập úng, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mặt đất dễ bị nhiễm nước. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt, vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lịch sử như vậy. Ma Jun, giám đốc Viện các vấn đề công cộng và môi trường có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng việc xây đập sẽ có một số tác động đến sinh thái của vùng ngập lũ nhưng không liên quan trực tiếp đến lũ lụt. Còn giáo sư Phu cho hay, các dự án đập Trung Quốc thường thực hiện đền bù sinh thái, trong đó yêu cầu lưu lượng nước của các trạm thủy điện không được thấp hơn mức xả nước sinh thái bình thường, có nghĩa là nó có ít tác động đến sinh thái. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, các hồ tiếp giáp với sông và vùng ngập lũ là sức mạnh điều tiết của tự nhiên, trong khi con đập đại diện cho sự điều tiết nhân tạo và cả hai nên làm việc cùng nhau để kiểm soát lũ lụt. Mặc dù điều tiết nhân tạo có thể đóng một vai trò nào đó nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ của thời tiết khắc nghiệt đột ngột, do đó không thể bỏ qua tầm quan trọng của điều tiết tự nhiên, mà dù nói. Ông giải thích rằng các con đập thường kết hợp nhiều chức năng bao gồm sản xuất thủy điện, thủy lợi và du lịch. Sau trận lũ lụt thảm khốc năm 1998, Trung Quốc yêu cầu chính quyền địa phương dần dần trả lại đất canh tác cho các hồ nhằm khôi phục khả năng điều tiết tự nhiên và ngăn chặn sự phát triển quá mức. Sau sự cố vỡ đập Bàn Kiều dẫn đến sự cố vỡ 62 đập ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tăng cường thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý các đập. Các chuyên gia cho biết công nghệ và an toàn của đập Trung Quốc là đẳng cấp thế giới. Kính thưa quý vị, quân đội Trung Quốc đã cứu khoảng 260 người ở khu vực quanh ngôi làng bị lở đất chôn vùi hôm Chủ nhật vừa qua. Trong khi đó, một chiếc trực thăng với 3 người trên khoang đã bị đâm vào núi khi đang cứu người dân làng có nhà bị phá hủy trong trận bão Marakot. 260 người được cứu sống ở xung quanh ngôi làng Xiaolin bị lở đất vùi lấp, còn hiện vẫn không có thông tin gì về số phận của hàng trăm người ở chính ngôi làng ở phía nam đảo Hải Nam này. Trận lở đất do bão Marakot gây ra đã chôn vùi cả ngôi làng ở vùng núi xa xôi Xiaolin vào hôm Chủ nhật vừa qua, khiến số phận của ít nhất 400 người hiện vẫn chưa được rõ. Trận bão đã nhấn chìm nhiều vùng của Trung Quốc với nước sâu tới 2 mét trước khi di chuyển về đất liền. Trong khi đó, theo quan chức phụ trách thảm họa Trung Quốc Chen Chung-sen, một chiếc trực thăng với 3 thành viên phi hành đoàn đã bị đâm vào núi vào ngày hôm nay do thời tiết xấu, khi đó máy bay đang bay tới Wutai, vùng núi ở phía nam Bình Đông. Các đài truyền hình trước đó đưa tin có 6 người trên trực thăng. Ông Chen cho hay, xác của máy bay có thể nhìn thấy dưới sông nhưng không rõ liệu còn ai sống sót hay không. Vào ngày hôm nay, giới chức Trung Quốc đại lục cho hay ít nhất 41 người được khẳng định là đã thiệt mạng và 60 người vẫn mất tích sau khi bão Marakot quét qua. Con số này chưa bao gồm những người dân ở làng Xiaolin.
Một quan chức cảnh sát Trung Quốc cho biết đến nay họ không thể kiểm chứng được số phận của khoảng 400 người ở một ngôi làng tại vùng núi bị đất lở chôn vùi sau khi bão Morakot quét qua. Quan chức có tên Wang cho biết khoảng 100 người đã được trực thăng quân đội và các phương tiện khác cứu thoát trong trận lở đất vào sáng ngày Chủ nhật ở làng Xiaolin, miền nam hòn đảo này. Tờ United Evening News hôm nay dẫn lời một trong những người dân làng được cứu thoát, Lin Chen-chung, cho hay anh tin rằng 600 người đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Theo anh, lở đất đã bao phủ một phần lớn của làng. Làng Xiaolin hiện vẫn bị chia cắt với cả thế giới. Sau khi nước lũ phá hủy cây cầu cách làng khoảng 12 km, trực thăng của quân đội thả lương thực xuống làng và cứu người sống sót. Số người thiệt mạng trong trận bão Morakot được Trung Quốc chính thức xác nhận là 14 người, 51 người khác, không bao gồm những người ở làng Xiaolin được cho là mất tích. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!